Focus RC1 test 9. Câu 147 đến câu 148, đây là một cái document, một cái tài liệu, một cái giấy tờ gì đó ha. Câu 147, what type of events, cái loại sự kiện nào đó rất có khả năng đã xảy ra, đã diễn ra tại cái Central Valley Financial Partners. Vậy từ khóa chính là cái tên riêng này, phải không nào? Đó là bạn trước nha em, câu A. A retirement celebration. Celebration là cái sự tổ chức hay là cái bữa tiệc ha. Retirement là về hưu, một cái bữa tiệc về hưu. Câu B, một cái bữa tiệc release, ra mắt sản phẩm mới. Câu C, một cái ceremony, một cái nghi lễ khai trương. Câu D, một cái reception, một cái bữa tiệc chiêu đãi ha. Welcome là chào đón ai đó, phải không nào? Rồi mình cùng dò xem Central Valley Financial Partners ở vị trí nào nha em. À, ở đây luôn, phải không nào? Ngay đầu luôn nè. Rồi đọc tiếp nha em. Reimbursement là bồi hoàn tiền nè. Request form là cái form, cái mẫu á, để mà yêu cầu cái việc bồi hoàn tiền. Rồi đây là cái mã số của cái form nè em. Rồi những cái đã mua. Đây 8 cái pizza, balloon xào bong bóng nè, trang trí nè, cái bánh nè, card là cái thiệp về hưu nè. Rồi em coi tổng cộng là bao nhiêu đây ha. Notes ghi chú. Cái bữa tiệc này thì dành cho Richard Dugas vào ngày 9 tháng 12. Vậy thì em có thể đoán được là cái bữa tiệc này là về cái gì không? À, về retirement phải không? Tại vì có retirement card, có cái thiệp nè. Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu A ha. Một cái bữa tiệc về hưu dành cho ai vậy em? Richard Dugas vào ngày 9 tháng 12. Ok. Câu 148, Mr. Rhodes rất có khả năng đã làm gì vào ngày 10 tháng 12? Vậy từ khóa chính là Mr. Rhodes vào 10 tháng 12, phải không nào? Đã đáp án trước nha em, câu A. Đã yêu cầu một cái thành viên trong đội, trong nhóm á, là mua một số cái dụng cụ, đồ dùng cho cái bữa tiệc. Câu B, authorized, đã cấp phép, đồng ý cho cái việc trả lại một số tiền cho một cái nhân viên. Câu C, đã gửi deposit tiền đặt cọc cho việc đặt chỗ trước cho một cái công ty catering là dịch vụ nấu ăn đấy em. Câu D, đã tham dự một cái sự kiện đặc biệt tại một cái phòng tiệc, phải không nào? Banquet là tiệc lớn đó. Rồi bây giờ mình cùng dò xem Mr. Rhodes vào ngày 10 tháng 12 ở vị trí nào nha em. À, ở đây phải không nào? Cuối nè, có từ Rhodes và có ngày 10 tháng 12 luôn nè. Em coi nè, authorized by, được cấp phép, được đồng ý bởi Patrick Rhodes. Rồi ký tên ngày này. Vậy ông ấy đồng ý cái gì? Mình cùng dò luôn đi em. Cái chỗ này chưa dò nè, em coi nè. Submitted, được nộp bởi Alyssa Cooper. Nộp cái gì vậy em? Vậy Alyssa Cooper là cái người đã nộp cái request form, à, cái mẫu yêu cầu bồi hoàn lại tiền, phải không nào? Và bà ta nộp vào ngày 10 tháng 12. Thì cũng trong ngày 10 tháng 12, Mr. Rhodes đã cấp phép cho em, bà ta đã đồng ý cho bà ta cái việc gì em? À, bồi hoàn lại cái số tiền này cho bà ấy, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy? À, chắc chắn là câu B rồi. Authorize, có từ authorize luôn nè. Cấp phép cho cái việc repayment, trả tiền lại ha. Trả tiền lại chính là reimbursement nè em. Ok, cho một cái nhân viên. Cụ thể nhân viên ở đây chính là Alyssa Cooper, phải không nào? Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dịch và hệ thống lại những từ quan trọng nha em. Dành đầu tiên là tên của một cái nơi, một địa điểm thôi ha. Rồi, tiếp theo mình có từ reimbursement, rất là hay gặp nha em. Có nghĩa là sự bồi hoàn lại tiền ha, sự bồi hoàn tiền. Sự trả lại tiền á, sự bồi hoàn tiền ha. Reimbursement, ok. Request form là cái mẫu form yêu cầu bồi hoàn lại tiền, được không nào? Đây là cái mã số của cái mẫu yêu cầu ha. Purchases, mình có động từ purchase xem có nghĩa là mua. Còn danh từ có nghĩa là những cái hàng đã được mua, những cái sản phẩm đã được mua, còn gọi là hàng hóa nha em ha. Cô dịch lại nha. À, những cái món hàng đã được mua. Description, mô tả những cái món đồ nè. 8 cái pizza, $15 một cái ha, tổng cộng là $120. Balloons là bong bóng đó. Decoration là sự trang trí đó em, động từ là decorate. Mình có từ decorate là trang trí ha. Decoration, danh từ là sự trang trí, được không nào? Decorate, trang trí ha. Decorate, trang trí. Ok, danh từ là decoration. Rồi, một cái cake là một cái bánh kem được trang trí là $38. Một cái card là thiệp đem. Retirement là về hưu nha em, về hưu ha. Về hưu. Một cái thiệp về hưu là $5. Total amount là tổng số tiền là $185, được không nào? Notes, ghi chú. Celebration. Celebration em là cái sự tổ chức ha, hay là cái bữa tiệc. Mình có thể dịch là bữa tiệc nha em, nó bằng với từ party đó. Bữa tiệc. À, cái bữa tiệc này là dành cho Richard Dugas vào ngày 9 tháng 12. Submit là gì em hả? À, nộp phải không nào? Rất là hay gặp ha. Được nộp bởi Alyssa Cooper. Signature có nghĩa là chữ ký nha em. Signature, chữ ký ha. Rồi, ngày gửi là 10 tháng 12. Authorize. Mình có từ authorize là cho phép hoặc là chấp thuận nha em. Cho phép hoặc là chấp thuận ha. Được cho phép bởi Patrick Rhodes. Đây là chữ ký, đây là ngày 10 tháng 12 luôn ha. Rồi, please, vui lòng submit cái receipt là gì em? Receipt là hóa đơn, rất là hay gặp phải không nào?
Vui lòng hãy nộp những cái hóa đơn cùng với cái form yêu cầu này, được không nào? Câu 147, câu B mình có từ release, có nghĩa là gì em? Tung ra hay là ra mắt ha? Sản phẩm mới đó, tung ra hoặc là ra mắt. Rồi, câu C mình có từ ceremony là nghi lễ nha em, nghi lễ ha. Ceremony, nghi lễ. Opening ceremony là cái nghi lễ khai trương á. Câu D mình có từ reception. Reception danh từ có nghĩa là cái bữa tiệc chiêu đãi ha. Bữa tiệc chiêu đãi. Ok, reception, bữa tiệc chiêu đãi. Câu C mình có từ reservation là gì em? Đặt chỗ trước ha. Reservation, đặt chỗ trước. Đặt trước, đặt chỗ trước đó. Deposit danh từ có nghĩa là tiền đặt cọc ha. Deposit rất là hay gặp nha em, tiền đặt cọc. Rồi mình có từ cater. Catering là cái nấu ăn đó em, cái dịch vụ nấu ăn ha. Dịch vụ nấu ăn, dịch vụ nấu nướng đó. Dịch vụ nấu ăn, catering. Ok, cô dịch lại câu C nè. Đã gửi một cái tiền đặt cọc cho cái việc đặt chỗ, đặt trước cho một cái công ty, đến một cái công ty nấu ăn, được không nào? Công ty dịch vụ nấu ăn ha. Câu 149 đến câu 150, đây là một cái job announcement, một cái thông báo tuyển dụng việc làm ha. Câu 149, what kind of business, cái loại hình kinh doanh, doanh nghiệp nào á mà Pearson và Lennox rất có khả năng là tham gia vào? Có nghĩa là Pearson và Lennox em thì có khả năng là kinh doanh về cái ngành nào ha? Đáp án nha, câu A, travel accommodations. Accommodations là chỗ ở, phòng ở, có thể là khách sạn hay là nhà nghỉ đó em ha. Câu B, consulting là tư vấn nè, business là doanh nghiệp hay là kinh doanh nè. Câu C, nghiên cứu về khách hàng hay là người tiêu dùng ha. Câu D, retail, cửa hàng bán lẻ, quần áo, thời trang. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem từ khóa Pearson và Lennox ở vị trí nào nha. À, ở đây form nào, ngay đầu luôn. Rồi cùng đọc nhanh nha. Johnny, sales consultants. Consultants là tư vấn viên nè, cái người tư vấn á. Sales là bán hàng, tư vấn viên bán hàng, full time và part time. Có một đáp án là tư vấn đem là câu nào vậy? Câu B. Nhưng câu B là tư vấn doanh nghiệp, còn cái chỗ này là tư vấn bán hàng em. Chưa chắc, form nào, đọc tiếp nha. Như là một cái nhãn hiệu premium là cao cấp đó, thì chúng tôi tự hào trong cái reputation, cái danh tiếng về cái việc cung cấp cái dịch vụ khách hàng tốt cho tất cả khách hàng của chúng tôi. Currently, hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm 2 full time và 2 part time những tư vấn viên bán hàng, phải không nào? Với đam mê cho cái dịch vụ khách hàng để mà làm việc tại cái cửa hàng của chúng tôi ở trên cái đường này nè, ở khu vực Dorney. Vậy là nhân viên bán hàng đem, đập tiếp vào nhân viên bán hàng ở chỗ nào nha. You must, bạn hẳn là phải chứng minh được cái kinh nghiệm bán hàng trong cái gì đây? Cái ngành quần áo. Vậy thì em ơi, đáp án là câu gì? Đáp án chắc chắn là câu gì rồi? Câu D là họ tuyển nhân viên bán hàng cho một cái cửa hàng về thời trang, về quần áo, được không nào? Ok. Câu 150, what is indicated, cái điều gì thì được nói về những cái applicants, những cái người nộp đơn cho cái vị trí. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Applicants, phải không nào? Đáp án trước nha câu A. Họ sẽ cần phải tham dự một cái buổi phỏng vấn trực tiếp. Câu B, họ phải có expertise là chuyên môn á trong cái quần áo về nam, phải không? Câu C, họ phải state, nêu lên được cái khoảng thời gian làm việc ưa thích của họ ha. Rồi câu D, họ sẽ eligible, có đủ điều kiện cho cái mức lương giống nhau, bằng nhau, phải không nào? Rồi bây giờ mình cùng dò xem cái người ứng tuyển cho vị trí ở vị trí nào nha. Mình dò tiếp nha. Cô dịch lại nè. Bạn là những người ứng tuyển đó em, thì phải chứng minh được cái kinh nghiệm bán hàng trong cái ngành quần áo high end, phải không nào? Cũng như là cái enthusiasm, cái sự nhiệt tình, rồi cái tính cách hòa đồng cởi mở, và cái thị hiếu về phong cách đó, độc đáo. Cái kinh nghiệm trong menswear là quần áo về nam á, trong cái ngành quần áo về nam thì là một cái lợi thế. Vậy nó có yêu cầu là phải chuyên ngành là quần áo nam không? Có phải có chuyên môn quần áo nam không? Đâu có đâu, phải không em? Có nghĩa là có thì là lợi thế thôi. Vậy câu B là sai rồi ha. Rồi tiếp nè. Nếu bạn quan tâm trong cái việc là tham gia vào cái đội nhóm của chúng tôi đó, thì hãy gửi resume, sứ lý lịch về cái mail này nè. Specify là chỉ rõ ra liệu rằng bạn sẽ làm việc, bạn muốn làm việc cả ngày hay là nửa ngày. Vậy thì em xem đáp án là câu nào? Họ phải chỉ ra cái thời gian họ muốn làm việc, phải không em? Đáp án là câu câu C. Họ phải state, nêu lên cái thời gian làm việc prefer, được ưa thích của họ, được mong muốn của họ ha. Đáp án là câu C, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nhé. Cùng dịch nào. Pearson and Lennox, Dorney, consultants, mình có từ consultant là tư vấn viên nha em. Consult là tư vấn á, consultants là tư vấn viên hay cái người tư vấn đó. Sales là bán hàng, tư vấn viên bán hàng part time và full time. Rồi as như là một cái brand là nhãn hiệu đó em, mình có từ brand là nhãn hiệu ha.
Rồi, cái nhãn hiệu premium là cao cấp ha. Nhãn hiệu cao cấp, premium, cao cấp. Như là một cái nhãn hiệu cao cấp thì chúng tôi take pride in. Mình có từ take pride in là tự hào trong cái việc gì đó ha. Tự hào về cái việc gì đó hay là trong cái việc gì đó. Ok, tự hào về cái reputation là cái danh tiếng nha em. Reputation, danh tiếng. Tự hào trong cái danh tiếng về cái việc cung cấp cái dịch vụ khách hàng exemplary. Mình có từ exemplary có nghĩa là gương mẫu hay là tuyệt vời ha. Gương mẫu hoặc là tuyệt vời, exemplary. Quý vị lại chỗ này nha. Như là một cái nhãn hiệu cao cấp thì chúng ta rất là tự hào về cái danh tiếng trong cái việc là cung cấp những cái dịch vụ khách hàng exemplary, tuyệt vời cho tất cả những khách hàng của chúng tôi. Currently, hiện tại chúng tôi đang seek, đang tìm kiếm 2 sales consultants, tư vấn viên full time và 2 tư vấn viên part time với cái passion. Mình có từ passion là đam mê hay là say mê đó em. Với cái nguồn đam mê ha. Với cái sự đam mê cho cái ngành dịch vụ khách hàng để mà làm việc tại cái cửa hàng của chúng tôi trên đường Village ở cái vùng Johnny được không nào? Bạn phải chứng minh cái kinh nghiệm bán hàng trong cái sector. Mình có từ sector đó em, có nghĩa là cái ngành hay là cái lĩnh vực ha. Sector là ngành hay là lĩnh vực. Cái kinh nghiệm bán hàng trong cái ngành, cái lĩnh vực quần áo high end là cao cấp đây em. High end là cao cấp ha, high end. As well as cũng như là cái enthusiasm là cái sự nhiệt tình ha. Sự nhiệt tình, enthusiasm, sự nhiệt tình, sự năng động, sự nhiệt tình á. An outgoing personality, mình có từ personality là tính cách đây em. Tính cách ha, personality, cái tính cách. Cái tính cách outgoing là hòa đồng, hòa nhã ha. Năng nổ, hòa đồng đó. Thân thiện á ha, outgoing. Rồi, và một cái thị hiếu về phong cách unique là độc đáo nha, độc đáo ha. Unique, độc đáo cũng rất là hay gặp. Độc đáo, đặc biệt. Rồi tiếp nào. Experience, cái kinh nghiệm trong cái industry. Mình có từ industry á là công nghiệp hoặc cũng có nghĩa là ngành nữa em, ngành nữa ha. Industry là ngành. Trong cái ngành menswear là thời trang nam là một cái advantage là lợi thế ha. Lợi thế. Cô dịch lại là có kinh nghiệm trong cái ngành thời trang nam là một lợi thế. Nếu bạn interested in hoặc quan tâm trong cái việc tham gia vào đội nhóm của chúng tôi thì vui lòng hãy gửi cái resume là gì em, sơ yếu lý lịch ha. Resume sơ yếu lý lịch. Thì hãy gửi cái sơ yếu lý lịch về cái email này nè. Specify, mình có động từ specify là chỉ rõ ra ha. Chỉ rõ là nêu rõ. Chỉ rõ ra là liệu rằng bạn muốn làm việc nửa ngày hay là cả ngày, được không nào? Rồi, câu 149, câu A mình có từ accommodations. Accommodation có nghĩa là chỗ ở, chỗ nghỉ ha. Chỗ ở, phòng ở, chỗ nghỉ đó. Thì nó có thể là cái ngành về khách sạn hay là nhà nghỉ ha. Rồi, câu 150, câu A mình có từ in person là trực tiếp nha em. Cũng rất là hay gặp ha. Trực tiếp, trực tiếp. Câu A có nghĩa là họ sẽ cần tham dự vào một cái buổi phỏng vấn trực tiếp ha. Câu B mình có từ expertise. Expertise có nghĩa là chuyên môn nè. Chuyên môn hay là sự thành thạo ha. Chuyên môn hay là sự thành thạo. Chuyên môn hoặc là sự thành thạo. Rồi, vậy câu B có nghĩa là họ phải có được cái chuyên môn, cái sự thành thạo về cái quần áo nam, được không nào? Câu C mình có từ state là nêu lên. Nêu lên ha, nêu lên. Câu C có nghĩa là họ phải nêu lên được cái khoảng thời gian làm việc được mong muốn của họ. Câu D mình có từ eligible. Eligible có nghĩa là đủ điều kiện cho cái gì đó ha. Eligible for, đủ điều kiện, rất là hay gặp, được không nào? Đủ điều kiện, đủ tư cách. Vậy câu D có nghĩa là tất cả bọn họ sẽ có đủ điều kiện cho một cái mức lương giống nhau ha. Ok. Câu 151 đến câu 152, đây là về một cái chuỗi tin nhắn nha em. Câu 151, vào lúc 4:48 đó, thì Miss Perry rất có khả năng là có ý gì khi bà ấy viết "That works out better for me". Đọc bạn trước nha em, câu A. Bà ấy thì please hài lòng với cái outcome, kết quả của một cuộc họp. Câu B. Bà ấy intends to, dự định gặp gỡ khách hàng vào đầu tuần. Câu C. Bà ấy có thời gian để mà take care of, chăm lo cho một cái nhiệm vụ khác. Câu D. Bà ấy thì thích á, muốn được liên lạc qua email hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem tin nhắn lúc 4:48. Cái câu "That works out better for me" ở vị trí nào nha em. À, ở đây phải không nào, 4:48 nè. "That works out better for me". Để biết được câu này có ý là gì, mình phải đọc cái tin nhắn ở phía trước nó nha em nha. Đọc tin nhắn lúc 4:47 nào. Stuck khi nó là gì đây? Did you get, bạn có nhận được cái tin nhắn về cái cuộc họp với investor, những nhà đầu tư Trung Quốc không? Mr. Zhan đã yêu cầu rằng nó sẽ được reschedule, sắp xếp lại lịch trình vào ngày thứ tư, có nghĩa là xếp lại lịch trình cho cái cuộc họp này sẽ diễn ra vào ngày thứ tư đó ha. Rồi, Perry mới nói là gì đây? I just read it. Tôi vừa mới đọc nó. Nó thì works out tốt hơn cho tôi.
Nếu mình chưa hiểu lắm, mình có thể đọc thêm câu ở phía sau nữa em. Tôi có thể meet, gặp gỡ cái team engineering vào ngày thứ ba. Vậy thì em xem ý của Miss Perry là gì? À, khi mà chuyển lại cái cuộc họp vào ngày thứ tư đó, thì bà ấy sao em? À, nó có vẻ là phù hợp hơn, tốt hơn cho bà ấy phải không nào? Bởi vì bà ấy có thể sắp xếp gặp gỡ cái team engineering vào thứ ba. Vậy thì em sẽ đáp án là câu gì vậy? À, đáp án là câu C phải không nào? Là bà ấy sẽ có thời gian để mà chăm lo cho cái nhiệm vụ khác. Ok, nhiệm vụ khác ở đây chính là gặp gỡ cái team engineering, phải không nào? Ok, đáp án là câu C ha. Câu 152, why, tại sao Mr. Lucas cần thêm thời gian để mà chuẩn bị cái handouts, cái tài liệu? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? À, Mr. Lucas và handouts, phải không nào? Đáp án trước nha câu A. A printer, cái máy in thì không có hoạt động. Câu B, một nhân viên thì on leave là đang nghỉ phép. Câu C, một số cái trang thì bị đặt misplaced, là đặt sai chỗ, sai vị trí đó em. Câu D, cái dữ liệu gì đó thì cần phải được corrected, được chỉnh lại cái đúng. Bây giờ mình cùng dò xem Mr. Lucas và handouts ở vị trí nào nha em. Rồi mình dò tiếp nha. À, ở đây phải không nào, tin nhắn lúc 4:50 có từ Mr. Lucas. Có handouts gần đó luôn nè em, đọc cái chỗ này nha. One more thing, thêm một điều nữa đó là Mr. Lucas đã liên hệ chưa? Tôi ask him, tôi đã yêu cầu anh ta là turn in, nộp lại những cái handouts, những cái tài liệu cho cái cuộc họp của nhà đầu tư đó trước sáng thứ hai. Chưa có đáp án là về tại sao lại phải cần thêm thời gian phải không nào, đọc tiếp nha. Stucky mail là gì đây? He called, anh ta đã gọi, anh ta là ai vậy em? Là Mr. Lucas phải không nào? Anh ta đã gọi và nói rằng chúng sẽ bị trì hoãn. Chúng là cái gì vậy em? Là những cái handout phải không? Tại vì yêu cầu nộp trước sáng thứ hai, thì bây giờ chúng bị trì hoãn là những cái handout đó em. Chúng bị trì hoãn. Anh ta notice, anh ta nhận thấy những cái errors, những cái lỗi trong những cái figures và những cái con số, và cần phải reprint, in lại một số trang. Vậy mình có thể suy luận ra là tại sao Mr. Lucas cần thêm thời gian không em? À, là bởi vì có những cái lỗi trong những cái con số phải không nào, và phải in lại cho nó đúng. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu ai mới in không hoạt động là sai rồi nè. Nhân viên nghỉ phép là sai luôn. Cô Si bị cái trang bị đặt sai chỗ, sai vị trí là sai luôn. Đáp án là câu D. Cái dữ liệu nào đó thì cần phải được chỉnh sửa lại cho đúng. Dữ liệu đó là dữ liệu gì vậy em? À, là những cái lỗi trong những cái con số phải không nào? Cần sửa lại là in lại nè. Ok, đáp án là con G ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô Kem nha. Cùng dịch nào tin nhắn đầu tiên của Stucky. Bạn có nhận được cái tin nhắn của tôi về cuộc họp với những investor? Mình có từ investor là nhà đầu tư ha. Với những nhà đầu tư người Trung Quốc chưa? Mr. Zhang đã yêu cầu rằng nó sẽ được reschedule. Mình có từ reschedule là sắp xếp lại lịch trình hay là lên lại lịch trình đó em. Cô dịch lại nha. Nó sẽ được sắp xếp lại sang ngày thứ tư. Rồi, tin nhắn tiếp theo Perry. Tôi vừa mới đọc nó. That works out better for me. Nó diễn ra thì phù hợp hơn cho tôi. I can meet. Tôi có thể gặp gỡ cái nhóm engineering kỹ sư vào ngày thứ ba. Tiếp theo nào Stucky. Alright, được rồi, tôi sẽ confirm. Mình có từ confirm là xác nhận, cũng rất là hay gặp nha em. Xác nhận ha. Tôi sẽ xác nhận với lại Mr. Zhang. Tiếp theo nào Miss Perry. Thêm một điều nữa đó là Mr. Lucas đã be in touch chưa? Mình có từ be in touch, nó bằng với lại cụm là get in touch đem. Be in touch hay là get in touch có nghĩa là liên lạc hay là liên hệ ha. Cô dịch lại nha. Mr. Lucas đã liên hệ, đã liên lạc chưa? Tôi đã yêu cầu anh ta là turn in. Mình có từ turn in là nộp lại nha. Nộp lại ha. Tôi đã yêu cầu anh ta là nộp lại những cái handouts, những cái tài liệu cho cái cuộc họp với những nhà đầu tư trước sáng thứ hai. Tiếp theo nào Stucky. Anh ta đã gọi để mà nói rằng là chúng sẽ bị delay là gì em? Trì hoãn, rất là hay gặp rồi phải không nào? Chúng sẽ bị trì hoãn, bị hoãn lại. Anh ta notice, nhận thấy rằng có những cái errors. Mình có từ errors là lỗi em ha. Lỗi, những cái sai sót, những cái lỗi ở trong cái figures. Mình có từ figures là con số đây. Có những cái lỗi trong những cái con số và phải reprint là in lại một số trang. Chúng sẽ ở đây, sẽ được nộp lên đây ha. Vào Tuesday afternoon là chiều thứ ba. Tiếp theo nào Perry. That shouldn't be a problem. À, được rồi, à, nó không thành vấn đề ha. Cảm ơn Melvin. Tôi sẽ gặp bạn vào thứ hai, được không nào? Câu 151, câu A mình có từ outcome. Outcome có nghĩa là kết quả nha em, kết quả ha. Cô dịch lại câu A nha. Cô ấy, bà ấy thì hài lòng với kết quả của cuộc họp. Câu B mình có từ intend to là gì em? Dự định ha, dự định làm gì? Intend to, dự định làm gì ha. Rồi câu C mình có từ take care of là chăm sóc hay là chăm lo ha. Chăm sóc hay là chăm lo. Câu 152, câu B mình có cái cụm là be on leave. Be on leave có nghĩa là đang trong cái thời gian được nghỉ phép ha. Vậy có nghĩa là gì em? Câu B là một nhân viên thì đang được nghỉ phép ha. Câu C mình có từ misplace. Misplace là đặt sai vị trí, đặt sai chỗ đó.
Câu D mình có từ correct. Correct động từ là sửa lại cho đúng hay là chỉnh lại cho đúng ha. Ok. Câu 153 đến câu 154 đây là một cái notice, một cái thông báo ha. Câu 153, why, tại sao cái notice, cái thông báo này được viết? Đối với dạng câu hỏi này là hỏi về mục đích của thông báo, chúng ta đọc đáp án trước sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối ha. Câu A nào, to announce, để thông báo về một cái location, địa điểm, market là thị trường hay là chợ được thêm vào. Câu B, to inform, để thông báo thông tin đến khách hàng về cái việc tăng giá. Câu C, để specify, chỉ rõ ra, nêu rõ ra những cái requirements là yêu cầu cho những người tham gia. Câu D, để provide, cung cấp cái details, thông tin chi tiết về những cái thay đổi cho cái booth và gian hàng hay là quầy hàng ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc đoạn đầu nha em. Đây, đọc nào. Green City Farmers Market, cái chợ hay là cái thị trường gì đó phải không nào? Rồi, admission guidelines. Guidelines là gì em? Quy định, quy tắc. Admission là vào cổng hay là tham gia phải không? Những cái quy định cho việc vào cổng hay là cái việc tham gia. Vậy đáp án rất có khả năng là câu nào vậy em? Câu C phải không nào, là chỉ ra những cái yêu cầu cho người tham gia. Nhưng để chắc chắn hơn mình đọc thêm cái đoạn đầu nữa đi em. Đây. Cái market của Green City Farmers thì tự hào chính bản thân nó khi trở thành cái institution truyền thống của West Hollywood với những cái tiêu chuẩn cao nhất. Bất kỳ những cái farms, những cái nông trại mới nào á mà muốn rent, thuê một cái gian hàng, một cái quầy hàng thì phải làm những điều sau. Đây là những cái điều mà cái người đó cần phải làm, phải không nào? Vậy thì em sẽ đáp án là câu nào? Có nhiều bạn thấy từ booth ở câu D thì quán câu D, nhưng mà em coi nè, câu D nó nói là gì đây? Provide, cung cấp thông tin chi tiết về những cái thay đổi cho gian hàng. Đâu có thay đổi gì đâu, nó nói là ai muốn thuê gian hàng thì phải làm những cái yêu cầu sau. Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi em? À, câu C ha. Specify, chỉ rõ ra những cái yêu cầu, những cái quy định cho những người tham gia, được không nào? Vậy mình có cái từ đồng nghĩa ở đây là từ guidelines nè em, requirements nè, phải không? Rồi admission là cái việc tham gia nè, thì ở đây mình có participant là người tham gia ha. Ok. Câu 154, một cái farm, một cái nông trại đó thì phải làm gì để bán cái produce, cái nông sản tại cái market? Vậy chắc chắn mình sẽ dò trong ba dấu chấm này rồi, phải không em? Bởi vì ba dấu chấm này á là những cái yêu cầu mà họ phải làm. Tôi đã bán trước nha câu A. Obtain, có được cái certificate, giấy chứng nhận được cấp bởi chính phủ. Câu B, pay a fee, trả phí thông qua giao dịch ngân hàng online. Câu C, submit, nộp cái bảng giá cho những cái mặt hàng, món đồ. Câu D, gửi một số cái mẫu sản phẩm đến cái ban quản lý của thị trường hay là chợ ha. Rồi mình cùng dò nha em. Dấu chấm thứ nhất trước nha, receive, nhận được cái nhãn hiệu organic hữu cơ từ cái dịch vụ này nè. Stay run, mình có từ run là hoạt động, stay là thuộc về nhà nước, thuộc về chính phủ đó em, được hoạt động bởi chính phủ. Vậy, cô dịch lại nha, nhận được cái nhãn hiệu hữu cơ từ một cái tổ chức của nhà nước phải không nào? Vậy thì đáp án rất có khả năng là câu gì vậy em? Câu A đây nè, có được giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận ở đây, certificate ở đây chính là organic label, phải không nào? Cái nhãn hiệu hữu cơ ha, được cấp bởi chính phủ. Chính phủ ở đây chính là cái tổ chức này nè, state run, thuộc về chính phủ nhà nước nè. Nhưng mà để chắc chắn hơn mình có thể dò tiếp hai em ha. Câu chấm thứ hai đi, undergo, trải qua cái thanh tra nước bởi ban quản lý. Có một đáp án là ban quản lý thì em là câu nào vậy? Câu D. Nhưng câu D là gì? Gửi một số mẫu đến ban quản lý. Còn chỗ này là thanh tra nước bởi ban quản lý thôi. Vậy đáp án câu đi là không có rồi nè. Tiếp, câu chấm thứ ba nha, trả phí cho cả mùa. Câu này là trả phí về em, câu B phải không? Câu B là trả phí nhưng thông qua giao dịch ngân hàng online. Có ngân hàng online gì ở đây không? Không. Đoạn cuối có nói đến ngân hàng online không em? Cũng không có luôn. Vậy chắc chắn đáp án là câu gì rồi? À câu A ha. Phải có được cái chứng nhận là thực phẩm hữu cơ đó em, organic, được cấp bởi government là chính phủ hay là nhà nước, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nhé. Cùng dịch nào. Market, cái chợ của Green City Farmers. Admission, mình có từ admission có nghĩa là sự vào cổng hay là sự tham gia, sự tham dự ha. Guidelines là những cái quy định hay là quy tắc đây em. Cô dịch lại là những quy định cho cái việc tham gia. Rồi cái chợ này nè thì pride là tự hào ha. Thì tự hào về chính bản thân nó khi là một cái institution. Mình có từ institution là cơ quan hay là trụ sở ha. Khi là một cái cơ quan, một cái trụ sở, traditional là truyền thống. Ở West Hollywood với những cái standards là tiêu chuẩn đây, tiêu chuẩn ha. Standards, tiêu chuẩn, với những cái tiêu chuẩn cao nhất. Bất kỳ cái farms, cái nông trại mới nào mà muốn rent là thuê một cái booth là quầy hàng hay là gian hàng đây. Thêm một cái gian hàng thì phải làm những cái điều sau. Thứ nhất là phải receive, nhận được cái label. Mình có từ label là nhãn hiệu ha. Phải nhận được cái nhãn hiệu organic, hữu cơ, từ cái dịch vụ
Certification là cấp giấy chứng nhận, organic là hữu cơ, stay run, mình có từ run là hoạt động, là stay là thuộc về chính phủ hay là nhà nước đây. Và cái dịch vụ mà cấp giấy chứng nhận này là thuộc về nhà nước, chính phủ ha. Rồi thứ hai là undergo là trải qua ha. Undergo là trải qua, cũng rất là hay gặp. Trải qua cái inspection, mình có từ inspection, danh từ có nghĩa là sự thanh tra hay là kiểm tra ha. Còn động từ cũng rất là hay gặp luôn, động từ là inspect, là thanh tra hay là kiểm tra luôn. Ok, tôi dịch lại nha. Là trải qua cái sự thanh tra kiểm tra về cái nguồn nước bởi ban quản lý này nè. Ok, rồi pay, trả fee là trả phí cho cái vendor. Mình có từ vendor là người bán nè. Trả phí cho người bán hay là trả phí cho cái việc buôn bán ha. For the whole season là cho cả mùa luôn. To inquire, để mà hỏi những cái thông tin về những cái sự lựa chọn thuê, specific là cụ thể đây. Cụ thể ha. Thì vui lòng hãy email cho cái coordinator là điều phối viên đây. Người điều phối là điều phối viên ha. Cho cái người điều phối market là chợ tên là Kathy Keller tại cái email này. Được không nào? Rồi tiếp ha. Câu 154, câu ai mình có từ obtain là có được đây. Obtain có được, từ này rất là hay gặp nha. Obtain có được. Certificate là giấy chứng nhận ha. Giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận. Ok, rồi câu tiếp mình có từ sample là cái mẫu đây. Mẫu hàng hóa hay là mẫu sản phẩm ha. Ok, câu 155 đến câu 157 đây là một cái email ha. Câu 155, what is the main purpose? Cái mục đích chính của cái email là gì? Đối với dạng này chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối ha. Câu A trước nào. To offer, để cung cấp thông tin về một cái restoration, một cái việc khôi phục gì đó ha. Câu B, to promote, để quảng cáo, quảng bá về một cái sự kiện exclusive là độc quyền dành riêng cho ai đó. Câu C, để review, xem xét những cái điều khoản trong một cái hợp đồng. Câu D, để yêu cầu á, sự hỗ trợ tiếp tục. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò đoạn đầu của cái email nha em, cùng đọc nào. Dear Mr. Lee, Mr. Lee thân mến, cái sự hỗ trợ của bạn thì rất là crucial, là quan trọng với cái công việc của chúng tôi. Nhờ vào bạn và những người giống như bạn thì chúng tôi đã có thể protect, bảo vệ và khôi phục được hơn 500 km² những cái tài nguyên thiên nhiên vital, là rất là quan trọng, ở 8 cái quốc gia khác nhau. As we approach, bởi vì chúng ta đã sắp kết thúc một cái năm nữa rồi, và chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể count on bạn để mà renew, gia hạn cái commitment, cái cam kết của bạn một lần nữa. Vậy thì đáp án là câu nào vậy em? Có nhiều bạn thấy từ commitment là cái sự cam kết hay là hợp đồng thì thấy là câu C, nhưng mà em đọc câu C nè. To review, để xem xét những cái điều khoản trong hợp đồng. Chỗ này không hề nhắc đến là xem xét cái điều khoản gì cả, chỉ yêu cầu là gia hạn là hợp đồng thôi. Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, đáp án là câu D, phải không nào? Là yêu cầu cái sự hỗ trợ tiếp tục. Chỗ này có nghĩa là gì đây? Cái mục tiêu của cái email là muốn yêu cầu cái người nhận là Mr. Lee á, là hãy gia hạn lại cái cam kết, cái hợp đồng một lần nữa đi. Để làm gì? À, để tiếp tục hỗ trợ cho cái công việc của họ. Phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu D ha. Câu 156. Mr. Lee thì có thể nhận được gì cùng với cái thẻ thành viên được gia hạn? Mr. Lee là người nhận email, phải không nào? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Receive, renew membership, phải không nào? Đó là bán trước nha câu A. Một cái quyển sách, photography là về hình ảnh. Câu B, một cái publication, một cái ấn bản hàng tháng, có thể là báo, là tạp chí gì đó ha. Câu C, một cái tấm vé cho một cái khu thiên nhiên. Câu D, một cái thiết bị kỹ thuật số. Rồi mình cùng dò nha em xem từ receive và renew membership ở vị trí nào nha. Dò tiếp nào, đoạn số 2 có không em? À, có từ renew nè, phải không nào? Rồi có receive luôn nè. Rồi mình cùng đọc cái câu chứa từ receive nha. Với cái sự gia hạn của bạn đó thì bạn sẽ receive, nhận được một cái bản hàng tháng của cái tạp chí giành được giải thưởng tên là Inside Nature. Vậy thì ông ấy sẽ nhận được cái gì vậy em? Một cái tạp chí hàng tháng, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào, đánh được ngay luôn nào? À, câu B, phải không nào? Một cái ấn bản hàng tháng. Ấn bản ở đây có thể là tạp chí, được không nào? Hay là sách báo gì đó ha? Đáp án là câu B. Câu 157, what is stated, cái điều gì thì được nêu về Nature Watch. Vậy từ khóa chính là Nature Watch ha, đáp án trước nào câu A. Nó thì đang celebrating, đang tổ chức chúc mừng cái anniversary, cái lễ kỷ niệm đầu tiên của nó. Câu B, nó đang mở hay là sẽ mở một số cái văn phòng mới. Câu C, nó thì đã cooperate, là hợp tác với những cái đối tác ở một số cái đất nước. Câu D, nó thì được đánh giá cao bởi những tổ chức khác. Rồi bây giờ mình cùng dò xem từ khóa Nature Watch ở vị trí nào nha em. Rồi mình dò tiếp nha. À đây phải không nào, đoạn cuối cùng có từ Nature Watch nè. Cùng đọc cái câu chứa từ khóa nha em. Nature Watch receive, nhận được những cái high ratings, những cái đánh giá cao
Trong cái assessment, những cái sự đánh giá từ thiện được thực hiện bởi những cái nhóm, ví dụ như là ok, vậy thì em xem đáp án là câu nào vậy? Câu D phải không nào? Nó được đánh giá cao bởi những cái tổ chức khác ha, đáp án là câu D. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô Kem nha. Cùng dịch nào. Đây là một cái email gửi đến cho Jacob Lee, gửi từ Amy Neverser. Chủ đề là chúng tôi value. Mình có từ value là đánh giá cao hay là coi trọng cái việc gì đó nha. Đánh giá cao. Chúng tôi đánh giá cao cái membership, cái tư cách là hội viên của bạn. Ngày gửi email là ngày 18 tháng 11. Mr. Lee thân mến, cái sự hỗ trợ của bạn thì rất là crucial, là quan trọng đó em. Quan trọng hay là cần thiết ha. Thì rất là quan trọng, cần thiết cho công việc của chúng tôi. Thanks to là nhờ vào nha em. Thanks to là nhờ vào ha. Nhờ vào bạn và những người giống như bạn đó, thì chúng tôi đã có thể protect là bảo vệ, restore là gì em? Khôi phục ha. Restore là khôi phục. Quy dịch lại nha, chúng tôi đã có thể bảo vệ và khôi phục hơn 500 km vuông những cái natural resource. Mình có từ natural resource là nguồn tài nguyên thiên nhiên đó. Nguồn tài nguyên thiên nhiên vital là rất là quan trọng hay là cần thiết ha. Vital rất là quan trọng hay là cần thiết. Rồi, ở 8 cái quốc gia khác nhau phải không nào? Rồi S, bởi vì chúng ta đã approach là đến gần đó. Đến gần ha, hay là tiếp cận, bởi vì chúng ta đang đến gần hay là tiếp cận cái cuối một cái năm nữa rồi, cho nên chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể count on. Mình có cái cụm là count on somebody đó. Count on somebody có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là dựa vào ai hay là tin tưởng ai ha. Nghĩa thứ hai là mong ai làm việc gì ha, mong đợi ai làm việc gì. Chỗ này có nghĩa là mong đợi ai làm gì đó, em dịch lại nè. Bởi vì chúng ta đó là đến gần một kết thúc một cái năm nữa rồi, cho nên chúng tôi hy vọng rằng là chúng tôi có thể mong bạn renew là gia hạn đó em, động từ renew là gia hạn ha. Chúng tôi có thể mong bạn là gia hạn. Gia hạn cái commitment, mình có từ commitment có nghĩa là cái sự cam kết hay là cái hợp đồng đó em. Cái bản cam kết, cái sự cam kết, cái hợp đồng của bạn once again một lần nữa. Vui lòng hãy ghé đến website của chúng tôi để mà hoàn tất cái form renewal. Mình có từ renewal là danh từ của từ renew ở trên đó em, là sự gia hạn ha. Renewal, sự gia hạn. Hoàn tất cái đơn gia hạn online secure, an toàn hay là đảm bảo đó em. Rồi, với cái sự gia hạn của bạn thì bạn sẽ nhận được cái ấn bản tạp chí giành được giải thưởng hàng tháng, đó là Inside Nature, cái mà được phủ đầy với những cái photos, những cái bức ảnh, những cái bức hình và những cái câu chuyện về cái công việc mà bạn đã giúp để mà thực hiện. Như là một thành viên thì bạn cũng sẽ có thể track là theo dõi đó em, giám sát, theo dõi ha. Theo dõi được những cái dự án của chúng tôi và in get involved in, mình có từ get involved in là tham gia vào đó em. Tham gia vào ha. Và tham gia vào bằng nhiều cách khác nhau, bằng cách sử dụng cái application là gì em, ứng dụng ha. Bằng cách sử dụng cái ứng dụng di động của chúng tôi. Rồi bạn có thể cảm thấy confident là tự tin rằng những cái contribution là đóng góp, em sẽ đóng góp ha. Contribution, sẽ đóng góp. Những cái sự đóng góp của bạn á, thì được đặt vào trong cái mục đích sử dụng tốt, được đặt vào những cái công việc làm tốt, được không nào? Nature Watch Receive nhận được những cái rating là sự đánh giá đó em. Đánh giá ha, đánh giá. Những cái đánh giá cao ở cái assessment, mình có từ assessment, danh từ là sự đánh giá đó em. Sự đánh giá, việc đánh giá ha. Charity là từ thiện. Trong những cái lần đánh giá từ thiện, perform là thực hiện em, thực hiện ha, perform là thực hiện. Được thực hiện bởi những cái nhóm, ví dụ như là Conscious Business, The Smart Giving và American Philanthropic Society, được không nào? Rồi đây là ký tên ha. Câu 155, câu A mình có từ restoration là danh từ của từ restore ở trên đây em, có nghĩa là sự khôi phục ha. Sự khôi phục, restoration, sự khôi phục. Rồi câu B mình có từ promote, promote có ba nghĩa em nhớ không? Quảng cáo, khuyến mãi và thăng tiến, cho nên là quảng cáo, quảng bá em. Exclusive cũng rất là hay gặp, có nghĩa là độc quyền hay là dành riêng cho ai ha. Độc quyền hay là dành riêng. Chỗ này có nghĩa là quảng bá một cái sự kiện độc quyền dành riêng cho ai đó. Rồi câu C mình có từ terms là điều kiện, điều khoản em. Terms là điều kiện hay là điều khoản ha. Chỗ này là điều kiện, điều khoản của một cái hợp đồng đó. Rồi câu 156, câu B mình có từ publication là sự xuất bản hay là cái ấn bản nè. Ấn bản được xuất bản ra ha. Có thể là báo chí hoặc là tạp chí ha. Rồi câu 157, câu A mình có từ celebrate. Động từ celebrate là tổ chức chúc mừng cái gì đó ha. Anniversary, mình có từ anniversary là lễ kỷ niệm đem, ngày kỷ niệm hay là lễ kỷ niệm ha.
Vậy câu A có nghĩa là nó đang tổ chức cái lễ kỷ niệm đầu tiên của nó, được không nào? Rồi, câu C mình có từ cooperate là hợp tác nha. Hợp tác ha, hợp tác. Rồi, câu D mình có từ evaluate là đánh giá ha, đánh giá. Ok, câu 158 đến câu 160 đây là một cái memo, một cái thư báo nội bộ ha. Câu 158, what is indicated, cái điều gì thì được chỉ ra về sex is for furnishing. Vậy từ khóa chính là cái tên riêng này, phải không nào? Đã đáp án trước nha em, câu A. Nó thì hiện tại sử dụng cái phần mềm accounting kế toán outdated lỗi thời. Câu B, nó nhận nhiều cái complaints, cái thư phàn nàn từ khách hàng. Câu C, nó thì đang mở rộng sang cái lĩnh vực sản phẩm mới. Câu D, cái cơ sở dữ liệu khách hàng của nó thì đã phát triển. Mình sẽ cùng dò xem từ khóa ở vị trí nào nha em. À, ở đầu bài luôn phải không nào? Trên cái tựa đề đã có rồi nè em. Đây là một cái memo, một cái thư báo nội bộ ha, gửi đến cho tất cả những cái người quản lý, gửi từ director là giám đốc nè, chủ đề là cái phần mềm gì đó, ngày gửi ha. As you know, như bạn biết, thì tôi đang shopping for, tôi đang tìm kiếm để mà mua cái software, cái phần mềm management, quản lý các mối quan hệ khách hàng, viết tắt là CRM, để mà replace, là gì em, thay thế cho cái hệ thống hiện tại của chúng ta. Cái mà không có sử dụng máy tính, không được máy tính hóa là không sử dụng máy tính á. Vậy thì em xem nè, có một cái đáp án gần gần như vậy là câu nào vậy em? Câu A phải không, là hiện tại thì đang sử dụng cái phần mềm kế toán lỗi thời. Nó có nói là sử dụng phần mềm kế toán không? Không, nó là cái hệ thống quản lý khách hàng mà, phải không nào? Vậy thì câu A là không phải rồi ha, dịch tiếp nào. The need, cái nhu cầu cho cái phần mềm này nè, thì ngày càng trở nên apparent, là rõ ràng đó. As, bởi vì cái danh sách khách hàng của chúng ta thì đã được mở rộng, kéo dài ra. Vậy thì đáp án là câu nào vậy em? Đáp án chắc chắn là câu D rồi, phải không nào? Là cái cơ sở dữ liệu khách hàng của nó thì đã phát triển. Điều đó chứng minh qua cái câu là gì đây? Our client list has expanded, phải không nào? Ok. Câu 159. Each department manager, mỗi cái người quản lý của bộ phận á, thì được yêu cầu là phải làm gì? Cái người quản lý của bộ phận là cái người nhận cái memo này, cái thư báo này, phải không nào? Vậy là you, phải không em? Ok, rồi bây giờ mình slack, mình sẽ dò xem chỗ nào có you và được yêu cầu làm gì ha. Rồi đáp án trước đi em, câu A. Update, cập nhật cái danh sách những cái người bán, vendors là người bán đó em. Câu B, provide, cung cấp cái việc đào tạo cho nhân viên. Câu C, chọn cái người để mà thử, kiểm tra, phải không? Rồi câu D, try out, thử một số sản phẩm. Rồi bây giờ mình cùng dò xem chỗ nào nói về cái việc là you phải làm gì ha. Đọc tiếp nha em. Dòng tiếp theo có nhắc đến you không? Quản lý, những người quản lý của bộ phận không? À không có, phải không nào? Đoạn tiếp theo luôn nha. Đây có you nè em. You ở đây chính là cái người nhận cái memo là manager nè ha. Đọc đi em. Đây, in connection with, liên quan đến cái việc ở bên trên đó, thì tôi muốn mỗi người trong số bạn là mỗi cái quản lý bộ phận đó, phải không nào? Chọn hai thành viên từ cái bộ phận của bạn để mà tham gia vào cái việc thử sản phẩm. Vậy có một cái đáp án nó gần gần như vậy là chỗ nào vậy em? Câu C và câu D đúng không? Đều là kiểm tra thử hết. Bây giờ em, câu C là gì đây? Chọn cái người để mà tham dự task, kiểm tra hay là thử. Còn câu D á, là chính cái người quản lý họ thử sản phẩm luôn. Vậy câu nào phù hợp với em? À câu C phải không nào? Là chọn cái người tham gia cái việc thử thôi. Còn họ đâu có thử đâu, phải không? Đáp án là câu C ha. Câu 160 ở vị trí nào được đánh dấu 1, 2, 3, 4 thì câu sau đây thuộc về đọc câu đầu kép trước nha em. Đây nè. Ok, some employees, một số cái nhân viên á, thì hesitant, ngần ngại về cái việc học công nghệ mới, phải không nào? Rồi bây giờ mình sẽ cùng đọc những cái câu ở phía trước, các vị trí được đánh số, xem câu nào liên kết với câu đầu kép nha em. Vị trí số 1 trước nha. Ok, câu liền trước là câu nào? It should allow, phải không nào? Đây nè, nó sẽ cho phép chúng ta, nó là cái phần mềm đó em, quản lý tốt hơn cái cơ sở dữ liệu khách hàng nè, dẫn đến cái dịch vụ khách hàng được nâng cao, rồi cái quá trình xử lý lượt hàng được tốt hơn, rồi phát triển sản phẩm được cải thiện, rồi đâu có liên quan đâu, đâu có nói gì đến nhân viên đâu, phải không em? Rồi tiếp đi em, vị trí số 2 thử đi, ở đây nè, câu ở phía trước là câu nào đây? I have narrowed down, tôi đã thu hẹp, thu nhỏ lại những cái sự lựa chọn của chúng ta, chỉ còn 3 cái người bán thôi, cũng không có nói gì đến cái việc nhân viên học về công nghệ mới hết, phải không nào? Rồi vị trí số 3 đi em, đây. Once, một khi mà chúng ta đã chọn được cái phần mềm thích hợp đó, thì tôi cũng cần cái sự giúp đỡ của bạn để mà làm gì em? Implement, thực thi, thực hiện cái việc sử dụng nó. Một số nhân viên thì ngần ngại trong việc học công nghệ mới, có liên kết không em? Cũng có thể, phải không nào? Tại vì khi mà chọn được cái phần mềm phù hợp, thì cái người giám đốc này muốn sự giúp đỡ của những người quản lý để mà thực thi cái việc sử dụng nó, có nghĩa là đưa cho nhân viên sử dụng,
phải không em? Em có thể đọc thêm câu ở phía sau nữa để mình chắc hơn nha. Đây nè, chúng tôi muốn make sure, đảm bảo chắc chắn rằng á, tất cả nhân viên phải nhận thức, phải biết được về cái benefits, những cái lợi ích của phần mềm này và nó sử dụng dễ như thế nào. Ok, vậy rất là liên kết rồi phải không em? Có nghĩa là một số cái nhân viên á thì vẫn còn ngần ngại trong việc học công nghệ mới, nhưng mà chúng tôi muốn đảm bảo là tất cả nhân viên là phải nhận thức được cái lợi ích và cái việc sử dụng nó dễ dàng như thế nào, được không nào? Rồi, còn nếu mà không chắc thì em có thể đọc thêm câu số 4 ha. Đây nè, câu phía trước là gì đây? Vui lòng hãy email cho tôi cái recommendations, cái sự đề xuất, cái sự giới thiệu của bạn trước ngày mai là không liên quan rồi. Vậy chắc chắn đáp án là câu nào vậy em? À, câu C ha, vị trí số 3, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Đầu tiên mình có từ export là xuất khẩu ha. Trái nghĩa với từ export, mình có từ import là nhập khẩu. Cũng rất là hay ra thi ha. Cô nói lại nè, export xuất khẩu, import nhập khẩu, rất là quan trọng. Tiếp theo mình có từ furnishings là cái công ty, là cái nơi cung cấp đồ đạc đấy em. Memo thư báo nội bộ, till gửi đến tất cả managers quản lý bộ phận. From gửi từ director là giám đốc ha. Director, giám đốc. Gửi từ giám đốc IT tên là Hilda Morley. Chủ đề là cái phần mềm CRM. Ngày gửi là ngày 20 tháng 3. As you know, như bạn biết, tôi đang tìm kiếm để mà mua một cái software, một cái phần mềm quản lý các mối quan hệ khách hàng, viết tắt là CRM, để mà replace là gì em, thay thế ha. Để thay thế cho cái hệ thống hiện tại của chúng ta, cái mà không có được computerized, máy tính hóa, có nghĩa là không có sử dụng máy tính á. The need, cái nhu cầu cho cái phần mềm CRM thì ngày càng trở nên apparent. Mình có từ apparent là rõ ràng hay là hiển nhiên ha. As, bởi vì cái danh sách khách hàng của chúng ta thì đã được expanded, được mở rộng ra. Nó sẽ allow cho phép chúng ta better manage, quản lý tốt hơn cái dữ liệu khách hàng. Leading to là dẫn đến cái gì đó ha, dẫn đến cái dịch vụ khách hàng thì được enhance. Mình có từ enhance là nâng cao hay là cải thiện đây. Được nâng cao ha. Rồi cái quá trình xử lý đặt hàng nó streamline, nó trôi chảy, nó hiệu quả hơn. Và cái phát triển sản phẩm nó được cải thiện hơn. Among other things, có nghĩa là ngoài những cái vật khác, những cái điều khác, có nghĩa là nó dẫn đến rất là nhiều điều tốt đẹp. Thì trong đó có những điều này, em hiểu không? Có nhiều điều khác nữa, tốt đẹp khác nữa ha. Rồi, in connection with có nghĩa là liên quan tới em, liên quan đến ha. Liên quan đến cái the above, cái vấn đề ở trên á, thì tôi muốn mỗi người trong số bạn đó chọn ra hai thành viên từ cái department, cái bộ phận của bạn để mà take part in, tham gia vào cái trials, là cái việc thử em, thử cái sản phẩm. Tôi đã narrow down, mình có từ narrow down là thu hẹp lại, thu nhỏ lại ha. Tôi đã thu hẹp lại, thu nhỏ lại cái sự lựa chọn của chúng ta. Còn ba vendors là cái nhà bán, cái người cung cấp bán em, cái người bán ha, vendors, người bán. Còn ba cái người bán thôi. Each vendor's product, mỗi cái sản phẩm của một cái người bán á, thì sẽ được tested, được kiểm tra, được thử trong một cái khoảng thời gian là 30 ngày. Vào cuối cái thời gian này á, thì những người tham gia cái việc thử này nè sẽ cung cấp cái feedback, cái phản hồi trong một cái bản báo cáo ha. Once, một khi mà chúng ta đã selected, đã chọn được cái phần mềm appropriate và thích hợp ha, thích hợp hoặc là phù hợp, thì tôi sẽ cần cái sự giúp đỡ của bạn trong cái việc gì em? Implement. Mình có từ implement là thực thi hay là thực hiện ha. Trong cái việc là đưa nó vào thực thi cái việc sử dụng của nó, chúng tôi muốn là make sure, đảm bảo rằng tất cả những nhân viên be aware of, nhận thức được, biết được những cái benefits, lợi ích của cái phần mềm CRM và nó sử dụng dễ như thế nào, được không nào? Rồi, please email, vui lòng email cho tôi cái recommendation là gì em? Cái sự đề xuất của bạn ha. Sự đề xuất là hai người nào á. Sự đề xuất là sự giới thiệu của bạn trước ngày mai. Chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ 6 và hy vọng rằng sẽ bắt đầu thử hay là kiểm tra trước đầu tháng 4, được không nào? Câu 160 mình có từ hesitant. Mình có từ hesitant là tính từ của từ hesitate em. Hesitate là động từ ha, có nghĩa là ngần ngại hay là do dự. Cô dịch lại câu này nha. Một số nhân viên thì dần ngần ngại do dự trong cái việc là học những cái công nghệ mới, được không nào?